đây thì kênh của anh Đầu Trọc Vlog có một vị mạnh thường quân ở Campuchia thì xin được phép giấu tên có gửi thêm cho bà là 1 triệu. Dạ xin chào quý cô bác anh chị trên kênh của Đầu Trọc Vlog. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thủy, là một người em đồng nghiệp với anh Đầu Trọc Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay, tại vì anh Trọc có một xíu công việc cho nên là em thay mặt cho anh tới đây để thăm lại bà cụ 86 tuổi bị chính người con ruột của mình hất hủi và ra sống tại dưới gầm cầu ở cả nhà. Thì đồng thời để mà trao một số tiền của Mạnh Thường Quân cho bà luôn, thì không để cô bác anh chị chờ lâu nữa, ngay bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng vào bên trong căn nhà của bà. Con chào bà. Dạ. Con gửi cái mic nha bà. Rồi. Bà hổm bé không bà? Có cái nhức rồi mình mua thuốc uống. Dạ. Nhức giò, nhức tai như lắm. Bữa giờ thì mình cũng ăn uống bình thường hết hả bà ha? Bình thường không, ở trên mình bệnh gì có cái nhức à. Dạ. Thì bữa giờ từ cái hôm mà tụi con tới đây chia sẻ hoàn cảnh của bà á, thì con cái của bà có ai tới thăm bà không? Có đứa con bữa chủ nhật nó về, nó mua đồ ăn rồi đem về. Là cái người chị mà bà nói là hay thường xuyên chăm sóc cho bà hả? Còn có nhỏ con gái đó, thứ tư đó, con nhỏ thứ tư rồi nó ở gần đây thì nó lo cho gì trong mình chứ. Dạ, hôm trước con nghe bà nói là bà có hẳn là 5 người con ha. Nhưng mà hiện tại thì có một cái người chị là chăm sóc là thôi. Con đứa con gái thứ tư con ở đây nè. Còn thằng thứ hai đó với con nhỏ thứ ba thì nó mắc buôn bán này kia nữa, nó mướn đất nó mần này kia lu bu quá à. Nó cũng do đồ ăn đồ uống rồi cũng gửi vậy nó cũng cho. Dạ. Gửi lên nó cho. Vậy còn thằng thứ hai rồi hầu gì lên đây tới giờ 4 tháng rồi đó. Dạ. Là không bao giờ mà điện hỏi thăm gì nữa. À, bữa giờ ở đây nè nó cũng đang vô bão quá bà, vô bão, mưa gió đồ nó có ấy lắm không bà? Gió sợ cũng chết rồi con, gió ngỡ một đêm á có mình ên trời mưa nó gì cũng sợ dữ lắm. Dạ. Đây đang vào mùa mưa bão rồi cả nhà, cho nên là một mình bà sống ở đây thì cũng rất là tội cho bà luôn. Trời ơi, đời chết lần đôi chết mấy lần con gì nói chú Nghĩa, tôi chết rồi chú xin cho tôi cái hòm mì chở đi thiêu được rồi nhiều đó à, tôi đâu có nghĩ gì hết trơn, tôi không có đợi chết cho gì hết trơn á con, giờ chết rồi gì nha. Là mình là bà đang nghĩ là buồn tuổi do số phận của mình hả bà? Buồn số phận mình đó con. Thấy bà rất là thương cả nhà. Bây giờ là bà cũng mới lớn tuổi rồi, mình bỏ qua những cái chuyện buồn đó đi bà, mình sống quãng đời còn lại của mình cho nó vui một xíu ha. Dạ. Dạ. Rồi nãy giờ bạn cơm chưa? Rồi con hồi sáng rồi. Dạ. Một ngày là bà nấu một lần rồi bà ăn một ngày luôn hả? Nấu tối ngày luôn. Rồi còn dư chiều cái mãi cho con chó nó ăn. Thì rất ghét cái nồi cho con chó. À, lúc trước thì còn ông còn sống thì hai vợ chồng lủi thủi với nhau ha. Nghĩ buồn đi đâu việc cái nó để nói chuyện với ông học đầy ông kia, ông đi đâu việc gì ông cũng học đầy kia với mình. Dạ. Giờ con mình nên thôi bà cũng bớt buồn rồi nha bà. Rồi, dạ. Hôm nay thì tụi con cũng tới đây thì thôi để con gửi cái phần tiền của cô bác Mạnh Thường Quân cho bà trước, rồi sau đó thì bà cháu mình trò chuyện tiếp theo ha. Buồn lắm mà nhắc tới thì bà lại khóc đó cả nhà. Dạ thì ở đây là có chị Long Thiên Lan ở Huynh Nghệ An có gửi cho bà 1 triệu. Thứ hai là chị Chi gửi cho bà 2 triệu nữa, là tổng cộng 3 triệu nha bà. Con gửi bà, con gửi bà 3 triệu. Còn ở đây là cảm ơn cô gì đó cô. Nói rồi tôi quên tên rồi không có nhớ. Dạ còn ở đây thì kênh của anh Đầu Trọc Vlog có một vị mạnh thường quân ở Campuchia thì xin được phép giấu tên. Có gửi thêm cho bà là 1 triệu. Con gửi hết cho bà là tổng cộng 4 triệu ha. Cảm ơn mấy cô dữ lắm. Nhờ mấy cô giúp đỡ cho tôi với con. Tôi ở đây nhờ cô bác không á cô. Cô bác lại cho này cho kia.
lại không dành cáo để cho này cho kia cho tiền 150 đó để mua thuốc uống. Tội rồi mấy cô gửi cho tôi cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Thì có khi nào mà tụi con đăng tải lên rồi những người con của bà thấy rồi lại buồn không bà? Tại vì buồn gì? Nó đấu với tôi vậy mà nó buồn hả? Dạ. Nó buồn nó đâu có đấu với tôi vậy. Con của mình nó bất lực quá à, nó ở bên vợ bất lực lắm cô ơi. Tôi cũng muốn nói nhiều nữa mà tôi sợ người nó buồn này kia đó thôi. Mà tôi đâu có còn nghĩ gì tôi về dưới nữa đâu mà tôi sợ nó buồn. Dạ. Tôi không có còn nghĩ gì tôi về dưới. Tôi ở đây tôi nói với Nghĩa, hồi tôi lên tôi có nói với Nghĩa kêu chú lại đây đăng lên. Nói là tôi ở đây tôi nhờ chú nữa, tôi chết rồi chú xin Mạnh Thường Quân cho tôi cái hòm với chở đi tiêu gì được rồi. Tôi xin có nhiều chú nhiều đó thôi à. Tôi dạ. Nói với Nghĩa gì đó. Bây giờ bà cũng bớt buồn nha bà. Dạ. Có khi ngồi nó ên thì suy nghĩ đấy là khóc mà con khóc nó ên nha. Rồi con nghe khi nghe hắn nó còn ai lương này chi cái nọ nghe. Nó ngái mình cảm động mình cũng khóc. Dạ. Buồn lắm. Hôm bữa bà có chia sẻ với tụi con là ông là mất cách đây cũng 7-8 tháng rồi. Ờ, 7-8 tháng rồi đó con. Có khi buồn. Nào bà thấy ông về với bà không? Có thấy ông 2 lần. Có thấy ông được 2 lần. Thấy ông gì mà không có nói trơn á. Thấy ông gì thôi chứ không có nói gì trơn. Dạ, chắc kiểu như mình sống với nhau mình yêu thương rồi bây giờ mình ngủ mình nằm mình thấy hả bà ha. Đang mưa rồi cả nhà. Trời bắt đầu vô bão cho nên là bà sống ở đây một mình cũng rất là thương luôn. Bà đi ra đoạn này cẩn thận nha bà. Con thấy có người gì quá nè. Dắt cái gì muốn ta nổi đầu mà chứ gì dắt mấy cái cục cục này nè. Ngủi đầu luôn ạ. Rồi như mỗi khi mà mình ở đây mình có chuyện gì á, giống như mình đau bụng hoặc cái này cái kia thì bà làm bằng cách nào để bà liên hệ? Mình có điện thoại của con á con. Mình điện cho nó, có mấy cô ở xóm này cũng có cho số điện thoại mình giữ. Dạ. Mình đêm hôm có gì mình điện cho mấy bà. Bà dặn nói gì đó. Đúng rồi, bà phải có số điện thoại, ví dụ như có cái gì là bà điện liền cho con cháu hoặc là bà con ở gần đây nè. Mà nó ở với thành phố con ơi, mà miễn mà gì quá đau nha. Mà mình điện cho nó không biết còn nửa đêm nó hôm có bắt máy không, mà nó ngủ nó không hay nữa. Dạ. Rồi gì có số taxi nữa, taxi ở Đức Hòa nữa. Dạ. Có số taxi nữa, có gì thì điện mà không biết mà mình điện nổi không nữa chứ. Cấp mình đau quá không biết mình điện được không cái điện đó. Kệ chết con ơi, gì không có sợ chết hết trơn á. Dạ. Không có sợ chết. Nhắc tới là bà lại khóc không nha. Bà nói là mình có 5 người con là bao nhiêu trai bao nhiêu gái bà? 2 trai mà chết hết thằng trai út rồi. Dạ. Còn thằng trai đó lớn nữa, như còn giờ là 3 đứa con gái. Mà 2 đứa ơi nó nghèo khổ nó cũng đi mần đùm đùm hết trơn cô ơi. Mần mướn mần đê đi mướn này trong kia mần còn đứa ở thành phố. Thì nó bán cái bung trang á. Dạ. Rồi cái tỷ con nó thì bán hàng online. Có đứa gái 1 à, gái 28 tuổi rồi. Rồi con nó đi bán hàng online tỷ thứ 4 thứ 5 gì đó cái nó mua đồ ăn cái con nó đem về đây. Rồi chừng nào chủ nhật cái nó đi về cái nó đem về nữa. Vậy đó. Rồi bà sống ở đây có khi nào bà ra ngoài hàng xóm ở đây mình ngồi mình tâm sự mình nói chuyện rồi cho vui không bà, hay là chỉ lủi thủi chỗ này thôi? Qua lộ á con, có chị ở đó giờ ở đây mười mấy năm rồi cũng thương, chỉ thương lắm mà má giàu lắm. Dạ. Tháng nào bà cũng cho tiền gì 150, 200, 200 hết trơn á, tháng nào bà cũng cho hết trơn á. Má không dài bà cũng bệnh nằm bệnh viện không nghĩa rồi bà cũng không có gì rồi nữa. Tôi nói gì đâu là có đó tôi mới nói. Còn nhiều chuyện dữ lắm mà tôi còn không có nói nữa đó con. Thì nó điện cho con cháu ngoại tôi ở dưới thành phố. Nó nói bà đăng lên cho người ta đăng lên ta mắc cỡ xui da. Nói dạ. Nó nói mà sao nó không biết mắc cỡ sao. Bây giờ người ta đăng lên nó mắc cỡ hả? Vậy là cái lúc mà tụi con đăng lên là con trai của cô cũng có liên hệ, con trai của bà cũng có điện cho bà hả? Không. Hôm gì lên giờ 4 tháng rồi đó, 4 tháng mấy rồi đó mà nó không có điện. Làm sao là bà biết là cái người con trai đó nói vậy? Nó điện cho cháu ngoại của gì ở trên thành phố. Dạ. Rồi cháu ngoại gì mới điện nói với gì. Nói cậu 2 điện nói vậy vậy đó.
chứ còn nó đâu có điện cho gì. Là ý có nghĩa cái người con của bà nói là tụi con đăng lên thì xấu hổ hả? Mắc cỡ chú Gia, mắc cỡ chú Gia, rồi là nó có điện cho chú Nghĩa nữa mà. Dạ. Nó điện cho chú Nghĩa, nó kêu chú Nghĩa xóa. Nó nghe nói vậy đó mà chứ còn mình không ấy. Nhưng mà những cái điều bà chia sẻ cho tụi con là có đúng sự thật không? Đúng sự thật con, nếu không đúng sự thật thì chắc nó quậy gì banh luôn à. Dạ. Nói cái gì là nó có chân, gì nói với nó luôn nè, rồi hổng gì có quay này gì nói đó. Mà hôm nay nó dưới nửa đêm 12 giờ bây giờ đó con. Nó nếu mà con không tin má, con nói má là dành nửa cái mương thì con bắt con gà má với con lợi miễu thề. Thề con má có nói như vậy hay không? Mà con nói má đề quyết má nói gì? Má cho má lấy nửa cái mương. Mà đâu có lấy con mà nói là tôi đòi lấy á biết không? Cái đất của nó cũng sang luôn rồi. Tôi cho nó cũng sang luôn rồi. Nó qua bên lộn nó mua đất khác, nó cất nhà. Nó cũng bán hết trơn rồi mà trả lời nó nói tôi vẫn nhắc nó nói hoài vậy đó. Rồi con vợ nó thì mà tôi mà đó tôi bà mượn vàng tôi năng thứ chỉ nó chừng bà trả cái bà chữ tan nát mà tôi có mượn vàng nó đâu mà nói gì đó cô. Mình thấy thôi ở đây viết rồi thời gian nào nó còn phô bản mình cỡ nào nữa thôi tôi đi. Nói chung là người con của bà là chỉ dùng những cái lời nói thôi chứ chưa có mà dùng cái lời nói thôi. Nói cho tôi này kia nọ cũng như là nó nói tôi độc ác á là này kia cái nọ. Dạ. Bạn trai đoạt chi bà niệm Phật chi nói tôi vậy mấy lúc nào tôi cũng sau chuỗi tôi làm tôi niệm Phật một ngày vậy mấy trăm tiếng người niệm Phật 12 giờ trưa tôi niệm, 5 giờ chiều tôi niệm, 5 giờ sáng tôi niệm Phật. Tôi niệm Phật suốt mà tôi ở đây tôi niệm Phật suốt mà ở nhà với con vậy. Thôi bây giờ chuyện buồn bà cứ bỏ qua hết một bên đi. Thì bây giờ cô bác họ thương mình, họ giúp mình bao nhiêu thì mình mừng bao nhiêu nha bà. Cô bác giúp đỡ tôi mừng dữ lắm. Mình có tiền uống thuốc không men á cô. Là số tiền này bà dành để uống thuốc hả? Để dành uống thuốc đi, có đau bệnh đi mình viện á cô. Có tiền mình cầm đi. Rồi bây giờ này là bà cất hay là bà đưa cho cái người con gái hay chăm sóc bà cất? Cất, mình cất thì sợ đi. Mình ngủ mình đau bất tử rồi mình đưa nó rồi bằng đêm ở đây rồi mình lấy cái gì mình đi. Mình có tiền đâu mình đi. Mà mình không biết ở đây cho gì ở đây ta biết không? Dạ, tụi con đăng lên mạng nha, chắc biết rồi bà. Nhưng mà buộc tụi con phải đăng tại vì ở đây là số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân là mình phải công khai rõ ràng ra. Nếu mà cảm thấy không an toàn là bà cứ bà gửi cho người con của bà đi. Dạ. Tôi có lúc tôi để chị qua chuyện mình nặng tí, có gì thì muốn kêu taxi mình chạy ra bệnh viện cho nó lẹ con. Dạ. Mình cũng để lẻ cho mình chịu. Vậy đó. Có hẩm mà cái chú ở bên Minh Đức á, chú đi qua cái chú quay ở đầu bên kia kìa. Dạ. Cái đi về tới Hòa Khánh có bà con gì cái ghé đó ở Hòa Khánh, chợ Hòa Khánh ông đó nói mày quay đâu cũng vậy, bây giờ mày lợi cầu Nắng Giang nè, mày quay hai chồng ông già tội nghiệp lắm, mày quay đi mà ổng không biết ông chết. Dạ. Cái chú lại đây, chú lại đây với nói ông đâu rồi bà, nói ông mất rồi con ơi. Cái chú nói trời vậy sao ở Hòa Khánh đã kêu con lại đây quay hai chồng ông bà già ở cầu Dạ Cầu nè, chú nói ông mất 7-8 tháng nay rồi con ơi, rồi chú quay rồi chú cho 3 triệu. Dạ. Chú có nói lên ai cho gì đó nói tên. Chú quay rồi chú cho 3 triệu. Hoàn cảnh của bà thì cũng được nhiều anh chị quay rồi không ạ? Bởi vậy tụi con cũng mong muốn rằng thì nhiều anh chị quay để mà giúp cho bà cuối đời á. Con cái mình nó không nuôi mình nhờ bà con cô bác chứ sao con. Dạ. Nhờ bà con cô bác cho. Có lúc nào gì muốn nhảy xong mình gì chết chưa rồi nữa không? Mình chỉ nghĩ gì chứ con nó sống chi mà đài đỏ đắm thân quá buồn. Con gái nó đối với mình vậy á, nó có lúc nên gì muốn tự tử gì chết luôn á. Bây giờ con nói với bà nè, mình cũng 86 tuổi rồi, cũng gần hết cái cuộc đời rồi. Bà đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Giờ mình cứ sống là mình lạc quan lên. Con cái mình không thương thì cũng còn xã hội nha bà. Mình đừng có nghĩ như vậy. Mình chết gì chung nhớ đi rồi dưới âm phủ người ta bắt tội mình nữa. Dạ. Suy nghĩ nhiêu cho mình thì nào số mạng mình tới đâu thì tới chứ mình làm vậy thì tội lỗi nữa. Dạ, nhiều người ta bệnh đau ta dình dọc sự sống hàng ngày hàng giờ, còn mình đang khỏe mạnh thì mình không được nghĩ vậy nha bà. Dạ. Lúc như gì đó chết tôi cho rồi. Ông mất rồi, ông phé thân rồi.
Vì ông ở đây nha, ta lo bệnh quặn suốt luôn à. Nằm bệnh viện con coi, ông nằm bệnh viện nha, ông bệnh lao đó, ông thuốc 6 tháng mà ông nằm bệnh viện 1 năm á. Dạ. Vì nuôi ông không tới bệnh viện Long An ta chuyển dưới. Nằm nuôi ông ta na hết biết luôn, ai cũng nói trời ơi đồng nghiệp bá. Đi về nhà 2 3 ngày thì nằm bệnh viện, về 2 3 ngày nằm bệnh viện suốt luôn nha. Dạ. Ông đau đủ thứ bệnh hết trơn. Dạ rồi, thì ngày hôm nay tụi con tới đây đó thì cũng gửi cái số tiền của chị Lâm Thiên Lan ở Quỳnh Nghệ An với lại chị Chi. Dạ. Với lại một Mạnh Thường Quân bên kênh của anh Đầu Trọc là gửi 1 triệu nữa. Dạ. Tổng cộng 4 triệu thì con dạ đã trao cho bà rồi. Dạ. Cũng mong cho bà dạ, thì cũng mong cho bà lúc nào cũng nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, dạ, dạ. Con xin chào bà nghỉ ngơi nha bà. Dạ. Bà nghỉ ngơi nha bà. Rồi con chào bà nha.